Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đáp ứng trong điều kiện cho phép, nhấn mạnh của Thủ tướng trong cuộc làm việc với đại sứ và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Các bộ trưởng kinh tế ASEAN hội đàm với các nước và các khu vực đối tác quan trọng, thúc đẩy trao đổi thương mại trong bối cảnh đại dịch đang ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu. Vạch trần các luận điệu xuyên tạc nhằm làm xấu đi hình ảnh của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch, phá hoại tình đoàn kết quân dân trong phần tiêu điểm của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về triển khai kế hoạch của Liên ngành Trung ương về giải quyết hồ sơ án tử hình theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch của Liên ngành Trung ương cụ thể hơn nữa. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tăng cường công tác quản lý giam giữ, đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, không để lây lan dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giam giữ, đảm bảo quyền con người của các phạm nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan cần tổng kết, đánh giá và xác định nguyên nhân để từ đó có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm sản xuất và buôn bán ma túy, cũng như xem xét kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật có liên quan, đồng thời đưa ra hệ thống các giải pháp giải quyết vấn đề này, định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch nước. Chủ tịch nước giao Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương nghiên cứu sửa đổi quy chế phối hợp công tác với Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về trình tự, thủ tục trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm án tử hình. Tiếp tục chương trình làm việc với các đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Chiều ngày 14 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với đại sứ Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp và kết nối trực tuyến với gần 30 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, hiệu quả và không né tránh, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể của doanh nghiệp. Trong đó, một số nội dung đã được đề cập trong nghị quyết 105 mới được Chính phủ ban hành. Hiện các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương cụ thể hóa để chủ động thực hiện hiệu quả hơn. Thủ tướng tiếp tục yêu cầu chấn chỉnh ngay những bất cập, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Vừa qua, một số địa phương đã đưa ra những chính sách chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, chưa nghiên cứu kỹ, chưa chuẩn bị truyền thông đầy đủ, gây bức xúc cho nhân dân và các doanh nghiệp. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các địa phương này rút kinh nghiệm và điều chỉnh ngay. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuyệt đối không ban hành các giấy phép con cản trở lưu thông hàng hóa, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh khi có nhu cầu trên tinh thần sản xuất phải an toàn để sản xuất. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, muốn có an toàn thì phải có sự cộng tác chung tay, phối hợp của tất cả các bên, gồm chính quyền, doanh nghiệp, người lao động và người dân. Trước đề xuất của một số doanh nghiệp về vaccine, Thủ tướng khẳng định lại việc tiêm miễn phí vaccine cho toàn dân, trong đó đã có chỉ đạo cụ thể về thiết lập đầu mối liên lạc và tiêm vaccine cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị đại sứ và các doanh nghiệp tiếp tục có tiếng nói với chính phủ Hàn Quốc và các đối tác hỗ trợ vaccine cho Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong tháng 9, tháng 10 này, và hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế. Về đề nghị giảm thời gian cách ly của người nhập cảnh sau khi đã tiêm đủ số mũi vaccine theo quy định, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế phối hợp nghiên cứu trên cơ sở khoa học, thực tiễn để điều chỉnh theo hướng thích ứng, phù hợp với điều kiện mới. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến quá trình nội địa hóa sản xuất, nâng cao tay nghề và nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Nhấn mạnh quan điểm, lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao các đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để củng cố niềm tin, phát triển sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh trong mọi hoàn cảnh, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
đại sứ và các doanh nghiệp Hàn Quốc cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Khẳng định quyết tâm cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh để tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Trong ngày 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 và thảo luận về báo cáo này. Quốc hội cũng đã cho ý kiến vào luật điện ảnh sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, kiểm toán nhà nước cần tập trung kiểm toán các chuyên đề phục vụ cho công tác phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, đặc biệt là tăng cường kiểm toán phục vụ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, tiền tệ, những vấn đề liên quan đến an toàn nợ công, bội chi ngân sách tín dụng ngân hàng, quản lý các dự án BOT và quản lý vốn đầu tư xây dựng. Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị kiểm toán nhà nước tập trung kiểm toán phục vụ hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, bám sát kế hoạch, đề cương giám sát được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị kiểm toán nhà nước hoạt động toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân và xã hội giám sát. Với kế hoạch năm nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải chú trọng thêm vào nội dung huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực nhà nước, xã hội cho phòng chống COVID-19 theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu. Đối với kế hoạch kiểm toán năm tới, Chủ tịch Quốc hội gợi ý kiểm toán đánh giá việc thực thi chính sách các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cho ý kiến về dự án luật điện ảnh sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật này bởi luật điện ảnh hiện hành đã được ban hành từ năm 2006, chỉ tiếp cận điện ảnh trên nền tảng truyền thống chứ chưa bao quát được sự phát triển của điện ảnh trên nền tảng số. Bên cạnh đó, luật chỉ tiếp cận điện ảnh chủ yếu như một loại hình nghệ thuật, trong khi thực tế, đây còn là một ngành công nghiệp văn hóa có thể đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Đối với quy định phổ biến phim trên không gian mạng, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải tiền kiểm, hậu kiểm một cách hợp lý, không để các phim vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến chính trị, tư tưởng, quốc phòng an ninh hoặc không phù hợp với văn hóa Việt Nam đăng tải lên mạng. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý là việc chính phủ đề xuất phương án mới về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, biện pháp xử phạt hành chính chỉ áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng. Các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, tên thương mại, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ chỉ bị xử lý bằng biện pháp dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình với phương án này, cho rằng trách nhiệm hành chính và dân sự không thể hoán đổi cho nhau và có nguy cơ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm vai trò chủ động của cơ quan nhà nước trong việc phát hiện và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, thực tế không có gì vướng mắc trong thực hiện luật hiện hành, nên cần cân nhắc kỹ lưỡng việc thu hẹp phạm vi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt bằng biện pháp hành chính như đề xuất. Thông tin lãnh đạo chính phủ chỉ đạo quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Tính đến cuối tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để thúc đẩy việc thực hiện nguồn vốn này, chiều ngày 14 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ ngành và địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ ngành và địa phương phải tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án, thúc đẩy hoàn thành sớm các công trình tại các địa phương ít chịu ảnh hưởng bởi dịch. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo không lùi tiến độ cao tốc Bắc Nam, công trình trọng điểm quốc gia tại hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo đủ vật liệu xây dựng cho các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà thầu. Phó Thủ tướng khẳng định không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết,
yêu cầu các địa phương hoàn thành giải phóng trong tháng 10 năm nay, các nhà thầu phải có giải pháp bù tiến độ đã chậm trên công trường. Ngày 14 tháng 9, các hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác bao gồm Hoa Kỳ, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Liên bang Nga đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Các hội nghị đã trao đổi về tình hình ứng phó đại dịch COVID-19 trong khu vực và phương hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác. Cụ thể hóa cho nỗ lực này là những hỗ trợ thiết thực thời gian qua giữa các bên như chính phủ Hoa Kỳ đã viện trợ vaccine COVID-19 và các hỗ trợ phòng chống dịch quan trọng khác. Đây cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN với tổng giá trị giao dịch hàng hóa giữa ASEAN và Hoa Kỳ năm qua đạt 309 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó là khuôn khổ chương trình hỗ trợ hội nhập ASEAN và công cụ đối thoại khu vực EU-ASEAN của Liên minh châu Âu. EU hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai vào ASEAN với tổng số vốn 7,6 tỷ đô la Mỹ và là đối tác thương mại quan trọng của ASEAN với tổng kim ngạch đạt 258 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Dự kiến đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có ít nhất một loại vaccine ngừa COVID-19 trong nước được cấp phép lưu hành trên tinh thần lấy sức khỏe nhân dân là trên hết. Nhiều giải pháp giảm các ca chuyển nặng và tử vong ở các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng thứ 2 đang phát huy hiệu quả khi số lượng các trường hợp này đã giảm khoảng 20%. Thưa quý vị, dự kiến đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có ít nhất một loại vaccine trong nước được cấp phép lưu hành. Thông tin tại cuộc họp về nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc vaccine phòng COVID-19 diễn ra vào chiều ngày 14 tháng 9. Việt Nam hiện là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine sản xuất trong nước là Nanocovax, Covivac, ARCT-154. Dự kiến sang ngày 15 tháng 9, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia sẽ họp thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine Nanocovax. Sau đó, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ xem xét hồ sơ. Liên quan đến việc thử nghiệm thuốc trong điều trị, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế đã đánh giá tính an toàn và hiệu quả giảm tải virus SARS-CoV-2 đối với một số loại thuốc Tây y và Đông y. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hội đồng và các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục thử nghiệm, đánh giá, cấp phép trên tinh thần lấy sức khỏe nhân dân là trên hết. Sáng ngày 14 tháng 9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do chính phủ Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Số vaccine mà Pháp và Italia tài trợ cho Việt Nam là minh chứng cho sự phát triển năng động của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam với hai quốc gia này. Với nguồn bổ sung vaccine này, đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 11,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 qua COVAX. Italia và Pháp là hai trong số những quốc gia EU viện trợ vaccine phòng COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình vận động tích cực ở các cấp, trong đó có việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm và gửi thư cho Thủ tướng Pháp Jean Castex và Thủ tướng Italia Mario Draghi. Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 14 tháng 9, số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tiếp tục tăng cao với hơn 12.000 người đủ tiêu chuẩn xuất viện về theo dõi cách ly tại nhà, đưa tổng số khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này lên hơn 395.000 người. Tổng số vaccine đã được tiêm đạt hơn 30,3 triệu liều. Về số mắc mới trong nước, ghi nhận 10.496 ca tại 33 tỉnh, thành phố. Như vậy, nhìn vào biểu đồ số ca mắc ghi nhận trên cả nước trong những ngày qua, có thể thấy số ca mắc mỗi ngày đang có dấu hiệu giảm dần. Các chuyên gia y tế phân tích một trong những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng, bệnh nhân trung bình chuyển biến nặng là do các bệnh viện tầng 2 thiếu trang thiết bị và nhân lực để chẩn đoán và xét nghiệm, phát hiện và xử trí sớm. Bài toán này đã được giải quyết khi mà Bộ Y tế cùng thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng điều trị cho tầng 2 bằng cách đào tạo cầm tay chỉ việc, đưa bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực về tuyến dưới. Từ đó, số lượng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong đã giảm khoảng 20%, đặc biệt là tại 10 bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Dã chiến 16 do Bệnh viện Bạch Mai quản lý, một tuần qua không ghi nhận ca tử vong. Mỗi ngày,
Bệnh viện dã chiến số 16 tiếp nhận từ 100 đến 150 bệnh nhân nặng phải thở máy, thậm chí phải mở nội khí quản ngay. Sau khi phân tích và tìm nguyên nhân, đại diện các bệnh viện tầng 2 cho biết số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện quá lớn và nhân lực thiếu, chưa có kinh nghiệm về điều trị. Dịch bùng phát lên á, là thật sự là mình trở tay không kịp. Ngay cả người dân mà bị nhiễm bệnh họ cũng không thể nào mà lường trước được. Có nghĩa là trong vòng vài ngày là nó thể trở nên siêu hấp. Tại các bệnh viện tầng 2 thì đa số bác sĩ thì cũng chưa thực sự là nắm vững được các điều trị về các hồi sức tích cực. Trường hợp nào thì cần phải áp được có cái chỉ định điều trị nào cho phù hợp. Đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho bệnh nhân chuyển nặng. Có sự hội chẩn kịp thời á, là tỷ lệ bệnh nhân từ bệnh nhân nhẹ có khả năng từ trung bình trở lên nặng thì chúng tôi kiểm soát rất tốt và hạn chế mức độ mà bệnh nhân chuyển nặng. Bên cạnh đó, những bệnh nhân mà chuyển nặng rồi mà được đưa đi kịp thời thì điều trị tại bệnh viện rất là tốt. Phân tích trên bệnh án cho thấy có hai nhóm bệnh nhân chuyển biến nhanh là hội chứng của cơn bão cytokine dẫn đến tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập, và do những bệnh nhân bị tắc mạch phổi, mạch não, nhồi máu cơ tim. Chúng ta phải đảm bảo việc điều trị bằng các thuốc kháng virus, rồi là sử dụng các cái phương tiện để theo dõi thật chặt bệnh nhân, như là tối thiểu đó là cái x-quang tim phổi, đó là cái máy đo báo bảo oxy. Hiện bệnh viện Bạch Mai đã cử hơn 100 bác sĩ nội trú và chuyên khoa hồi sức tích cực điều dưỡng xuống 10 bệnh viện tầng 2 để hỗ trợ. Nhóm chuyên gia về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn cũng đề xuất đối với các bệnh viện dã chiến chưa đảm bảo các điều kiện về hạ tầng cơ sở, nhân lực, trang thiết bị và biện pháp chống nhiễm khuẩn, thì Thành phố Hồ Chí Minh nên cân nhắc đóng cửa, tập trung nhân lực vào một số bệnh viện. Thưa quý vị, đã hơn 100 ngày kể từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư hoành hành tại Việt Nam. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quân đội đã được huy động tăng cường vào chống dịch ở phía Nam. Với tinh thần bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch COVID-19 là quân đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ. Ấy vậy mà nhiều tổ chức cá nhân chống phá ở hải ngoại và số thành phần bất mãn ở trong nước lại phát tán các thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội nhằm làm xấu đi hình ảnh lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó phá hoại tình đoàn kết quân dân, xúi dục người dân chống đối lại các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền. Vậy thực hư những luận điệu đó là gì? Hãy cùng chúng tôi đến với phóng sự ngay sau đây. Mấy ông bộ đội là để phạt người ta thôi chứ. Những suy đoán vô căn cứ về sự hiện diện của lực lượng quân đội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt thông tin xuyên tạc như Sài Gòn thiết quân luật tại hơn 300 xã phường, hàng rào dây thép gai bủa vây giam hãm người dân như thời chiến, chống dịch bằng xe tăng, thiết giáp, súng ống, thiết bị phá sóng. Táo tợn hơn, chúng còn cắt ghép hình ảnh xe bọc thép tung lên mạng xã hội và xuyên tạc rằng quân đội được điều động để đàn áp người dân chứ không phải chống dịch. Đây là những tin bẩn cùng những luận điệu bịa đặt của hệ thống truyền thông phản động luôn tìm mọi cách chống phá Việt Nam. Còn đây là những hình ảnh thật do chính người dân và phóng viên ghi lại trong những ngày quân đội được tăng cường chống dịch. Đó là cảm xúc vui mừng cảm động của người dân trong các ngõ xóm khi được bộ đội giúp đỡ. Là đội ngũ bác sĩ quân y ngày đêm túc trực dành lại sự sống cho các bệnh nhân COVID-19. Là sự miệt mài tận tâm của những shipper mang màu áo lính đi chợ giúp những người dân trong vùng phong tỏa. Là khoảnh khắc bình dị của những người lính trẻ giữa tâm dịch qua ống kính của một tình nguyện viên đồng hành cùng lực lượng quân đội. Chứng kiến những chiến sĩ vác bao gạo 50 cân hoặc vác một lúc 10 thùng mì ăn liền, di chuyển liên tục, bước đi thoăn thoắt dù lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi thực sự nể. Họ làm việc rất tỉ mỉ, chu đáo, chẳng nề hà việc gì. Theo quan điểm cá nhân tôi á, tôi thấy thực sự là phương án cho quân đội hỗ trợ trong chiến dịch trong Covid này thực sự là hiệu quả. Những thông tin từ người dân thành phố đã cho thấy một thực tế khác xa với cái được gọi là tình trạng thiết quân luật hay quân đội chỉ vào bắt phạt dân, đàn áp dân
như lời rêu ra của các đối tượng đội lốt dân chủ nhân quyền đang tìm mọi cách chống phá Việt Nam. Người dân Việt Nam đã luôn quen thuộc với hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng nòng cốt có mặt trong mọi tình huống khẩn cấp về thiên tai và dịch bệnh. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng quân đội trong công tác phục vụ nhân dân. Do đó, bộ đội được điều động tăng cường vào các tỉnh phía Nam tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Lúc mà chống thiên tai, dịch dã thì người lính đều được tin tưởng để mà đưa lên tuyến đầu. Khi mà dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam diễn biến ngày càng phức tạp thì cái việc chống dịch cần phải có một cái lực lượng đủ tính tổ chức để mà làm những cái nhiệm vụ mà các cái lực lượng thuộc các cái hệ thống dân sự khác chưa thể đáp ứng được. Không hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, không tận mắt chứng kiến mà chỉ ngồi từ xa chỉ trích, tiêm nhiễm thông tin tiêu cực và dư luận. Những kẻ có dụng tâm xấu đối với Việt Nam đã bịa đặt ra tình trạng thiết quân luật tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái sự xuyên tạc hết sức là trắng trợn. Bởi vì trong cái quy định về thiết quân luật ấy, khi mà cái hệ thống chính quyền dân sự là không thể bảo đảm được cái nhiệm vụ của mình, thì lúc đó thì chủ tịch nước mới ra lệnh là thiết quân luật, và cái khu vực mà thiết quân luật ấy sẽ là do lực lượng quân sự bảo đảm. Thế nhưng hiện nay thì hệ thống chính quyền ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương là chúng ta vẫn đang thực hiện nhiệm vụ hết sức bình thường, và quân đội vào là chỉ để tăng cường giống như là các y bác sĩ từ phía Bắc vào để tăng cường cho cái việc khám chữa bệnh cho người dân ở phía Nam. Đặc biệt hơn, đối với mỗi người lính được điều động vào các tỉnh phía Nam, công tác chống dịch không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lương tâm và trách nhiệm. Cán bộ chiến sĩ có người là hai con nhỏ cũng giao lại cho bố mẹ ra đi. Tôi cảm thấy xúc động lắm. Và những đồng chí ở trong đó điện nhắn tin cho tôi cũng nói như vào đây mới thấy cái sự vất vả cực nhọc của người lính và sự thương người dân, người ta thương bộ đội đến thế nào. Trong cái thời kỳ đầu mùa dịch của đợt 1, đợt 2 và đợt 3 chẳng hạn, cái hình ảnh rất đẹp đẽ của quân đội nhường danh trại của mình để cho những người cách ly tập trung, đặc biệt là bà con kiều bào từ nước ngoài về. Hình ảnh chống lũ bão, hình ảnh là giúp dân gặt lúa, giúp dân thu hoạch, giúp dân làm đồng trong bối cảnh đại dịch chẳng hạn. Chỗ nào mà nhân dân cần thì quân đội đều có mặt để phục vụ nhân dân. Tôi cho rằng cái hình ảnh đẹp đấy mãi mãi trong lòng những người dân, không chỉ của nhân dân trong nước mà kể cả những người dân bà con kiều bào sống ở nước ngoài. Xuyên tạc những việc làm nhân văn tốt đẹp của lực lượng quân đội tham gia phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức cá nhân chống phá càng lộ rõ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó gây ra những hiểu lầm, thiếu niềm tin của người dân trong và ngoài nước về các chủ trương, chính sách phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Những cái thế lực thù địch muốn lợi dụng cái tình hình dịch bệnh để kích động tâm trạng của một số người dân bị tổn thương do dịch bệnh, thổi bùng lên những cái ngọn lửa chống đối chính quyền, vận động tập hợp lực lượng gây ra một cái tình trạng hỗn loạn trong xã hội. Đây là những cái tình huống kinh điển mà không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng gặp phải. Một hành động xuất phát từ lương tâm, từ trái tim chân thành sẽ giá trị hơn vạn lời phán xét. Chỉ những nghĩa cử cao đẹp mà ở đó sáng lên tình người ấm áp trong gian khó hoạn nạn mới thực sự tồn tại mãi mãi. Chúng tôi vô cùng cảm động khi cái tình cảm của các đồng chí bộ đội đã đến với chúng tôi bằng cả một tấm lòng tích cực và thương dân, có nhiều tình cảm với dân. Đó là điều chúng tôi rất là mừng. Tình quân dân chính là cái sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh đó đã giúp chúng ta đánh bại mọi kẻ thù trong quá khứ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong thập kỷ qua. Các thế lực thù địch cũng biết rõ cái điều đó, cho nên là họ tập trung muốn phá hủy cái tình quân dân đó bằng những cái luận điệu sằng bậy. Nhưng mà tôi tin rằng là khi mà người dân đồng tình ủng hộ giúp các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam chống COVID-19 thì cái sức mạnh nó được phát huy một cách rất mạnh mẽ. Trong lịch sử thế giới, ít có nước nào quân đội mang đậm bản chất nhân dân như quân đội Việt Nam. Bởi vì quân đội Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Không luận điệu nào có thể xuyên tạc bẻ cong được sự thật ấy. Trong cuộc chiến lâu dài với COVID-19, sẽ có nhiều chuyến xe chở lực lượng quân đội trên mọi miền Tổ quốc lăn bánh vào Nam, tiếp tục đồng hành cùng đồng bào miền Nam đẩy lùi dịch bệnh, mang theo yêu thương và ước vọng về một ngày không xa, bình yên sẽ trở về với mỗi gia đình.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập về địa chỉ website đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng VTV Go từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.